Ổng đầu qua lắm mày ơi, ổng bốn vợ rồi. Chú Năm về có gậy đẹp lắm hả? Trời ơi, đã chú Năm. Bao nhiêu tuổi? Bốn mấy tuổi? Đẹp cực kỳ luôn. Sao mà chú Năm cua được hay vậy chú Năm? Có số đầu qua. Số đầu qua, hàng chim mấy bà nãy ở đây nói còn quá trời ổng đầu qua lắm. Đây nè, sát bên đây nè. Cái bờ kia mới có năm mấy à. Hãy bả rụng ba phát rồi đó. Trời ơi, hãy bả ba phát luôn. Xin chào quý cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Và buổi sáng hôm nay Tài đang có mặt tại Đồng Tháp, và trên quá trình mà Tài đi ghi hình đó quý cô chú anh chị, thì Tài đi ngang một cái cây cầu ngay đến Đồng Tháp này. Tài phát hiện có một cụ ông đang sinh sống ở dưới chân cầu này, thì không biết cái nguyên nhân và cái lý do vì sao mà ông chọn một cái nơi hoang vắng như thế này để mà ông sinh sống. Không biết là gia đình và con cái của ông như thế nào. Sau đây Tài mời cả nhà đồng hành cùng với Tài vào bên trong để mà tìm hiểu về ông cũng như là hoàn cảnh của ông ra sao nha cả nhà. Đây là cái không gian ở dưới dạ cầu nè quý cô chú anh chị. Thì từ xa xa mình thấy ông đang ngồi ở trên vạc này đây. Con chào chú. Khỏe hả chú? Khỏe. Dạ. Sức khỏe cũng bình thường. Bình thường hả chú? Chú tên gì chú? Tên Đinh Tấn Tường. Dạ. Chú Năm hả? Đinh Tấn Tường. Đinh Tấn Tường là chú thứ Năm phải không chú? Dạ, con kêu chú Năm ha. Ủa chú Năm ở ngủ ở đây thì không có che bạc xung quanh này kia trời mưa có tạt không chú Năm? Không. Không tạt hả? Không. Ở giữa cầu một. Ở trên giữa cầu luôn ha. Này là Mạnh Thường Quân cho cái bùi giạc. À bùi giạc là của Mạnh Thường Quân cho chú Năm. Còn con thấy có hai xe máy là của ai chú Năm? Xe đó của mình, những xe này của Dũng. Là xe của người ta ngay đây ta gửi chú Năm á hả? Đâu đây hả? Dạ. Rồi. Chú Năm sáng ăn sáng hả chú Năm? Ăn cơm hả? Chú Năm ăn cơm với gì á? Con coi thử rồi. Đậu chai. Cá bóng. Cá à. À gọi đây là tép nè. Tép là chú Năm coi lâu chưa? Mới qua. Chú Năm nhậu luôn. Ừ. Sáng làm xì rượu hả chú Năm? Sáng nhậu mẹ nó. Sáng nhậu. Chú Năm nói chuyện cũng vui quá cả nhà. Nhậu nhậu chứ sợ gì? Vừa uống đồ rất là phải nghỉ. Mới mua là một gói thuốc với nửa rượu hết 15 tiền. 15 tiền, mình làm 15 ngàn Việt Nam mình. 15 ngàn. Chú Năm có vợ con gì không chú Năm? Không. Vậy mà con hỏi người ta xung quanh đây, người ta nói chú Năm có 4 vợ rồi. Ủa? Nào, không có ở đây nè. Đây dạy chợ nó là tôi ở, ta ở với cái bà này, với cái gặp dạ chết mẹ có lên xuống đâu. Vậy đó mà nói chú Năm ở với bà đằng kia nữa hả? Ừ. Dạ cái này râu mọc cái này còn sức nữa đâu, đâu mà leo lên giường nữa. Đâu leo khỏe chú lên xuống nổi đâu. Trời. Sáng coi chú Năm có rượu là quý cô chú chị, mà tay chú Năm mà rung luôn. Ừ. Mà vậy chứ quốc chú ba ly bắt đầu là tỉnh lại liền. Không còn rung. Là quốc chú ba ly là tay hết rung liền. Một ngày gì chú Năm nhậu bao nhiêu mấy chai này? Sáng chai này với chai này là. Trời, mới có giờ mới có 7 giờ sáng thôi mà chú Năm uống hết một chai này rồi. Ừ. Giờ qua tới chai này. Ừ. Chỉ nhậu với mà cơm thôi hen. Chủ yếu là cơm, còn có hộp cơm trong bụng được rồi. Nhà muốn mua nước thuốc. Chú Năm bệnh gì đó đây mua thuốc để trên đầu giường nữa kìa. Bệnh uống quá nó bút cái đầu với nhức. Bệnh mà uống hay chú Năm? Hả? Bệnh uống ha. Uống sợ gì? Chết hay. Ha, xuống tiểu y nó cho hai lần uống hả? Bác sĩ à. Là đây là chú Năm nấu ăn ở đây luôn hả chú Năm? Nấu cái nấu ăn biết cho mini nè. Ba ngày hết chay ra. Hết chay ra thì nấu củi. Qua nhiễm nó cho được 20 tiền, đổi chia ra đó 10 tiền, đổi chia ra 10 tiền là còn 10 tiền. Sáng mua chai rượu hết tiền. Hết. Chú Năm đây tắm giặt đồ ở đâu? Đó có xà đó. À chú Năm tắm giặt đồ dưới mé sông rồi luôn ha. Ừ, đó đó. Tắm đồ có ống nước đó.
Dạ. Ở đây là nước mặn hay nước ngọt chú Năm? Nước ngọt. Nước ngọt ha, vậy là tắm nó cũng đỡ gích ha chứ mà à, mấy vùng khác mà nước lợ lợ á, tắm nó gích. Cái đó là nước lọc ạ. À. Dạ. Là chú Năm uống nước cái dầu luôn hay là nước nước lọc mua? Mua nước đá. Mua đá uống ha. Ừ. Uống ngàn bạc uống từ sáng tới chiều. Chăm chút cửa cái quét dọn hết, bắt đầu mới sạch sẽ. Con thấy cái này của chú Năm để ở đây hay là chú Năm cúng ai vậy chú Năm? Chú Năm cúng hô địa hay đạo địa hả? Chú Năm uống rượu mà cúng tại hô địa hai lon bia, chôm chôm. Thế là chú Năm nhậu cũng dữ quá nè, con thấy xung quanh chai quá trời luôn nè. Tôi cũng như vậy nè, nói sẽ thả hai ông địa. Sao con không? Mình nó lấy bển. Sao con không thấy hai ông địa gì chú Năm? Nó lấy bển rồi, bây giờ người ta lấy nó rồi. Ai mà chơi kỳ vậy? Hai ông địa của chú Năm ở đây cũng dám mà trộm về nữa. À, xin thỉnh chú Năm đàng hoàng ha, chứ không có trộm ha. Con bậy quá, xin lỗi chú Năm. Rồi về bển. Ai lấy con luôn. Kỳ lắm. Giờ chắc ông địa ở đây linh lắm ha. Linh lắm à. Trời, chú Năm thờ ở đây tới mà lấy thỉnh ông địa rồi mà chú Năm còn cúng ở đây. Ừ. Cái người ta xin thỉnh về bị trộm tiếp. Mình cũng phải giữ ông địa đó hoài. Cúng hoài. Mỗi mốt đi về hai người khác. Đúng rồi. Túc trong miếu trong đó. Chú Năm quê ở đâu chú Năm? Là chú ở Đồng Tháp rồi luôn. Chú ở ngang miếu Quang Tụng biết không? Dạ không, để con ở xứ khác lại á. Chú Năm có nhà cửa gì không? Có. Sao chú Năm không về nhà ở mà ở đây? Thì ơi, nó dở tôn mẹ hết trơn rồi. Trong lỏng vậy đó. Sao dở tôn chú Năm? Ai biết. Thằng Nhiệm dở mẹ trơn, cửa nẻo dở lát. Ủa là nhà trong đó của chú Năm là đất của chú Năm hay là đất ở đậu của người ta? Đất nhà. Đất nhà của chú Năm sao người ta dở tôn dở cửa chú Năm? Cái thằng Quý đó cũng bạn nhậu nha. Rồi uống nhậu hồi bắt đầu chèm đẹp cũng đâu nữa, dở tôn ha, dở cửa sổ, dở cửa trước, dở hết. Là chú Năm có đất mà không có nhà ha? Có nhà tường tí giả chánh ở mới dở tôn hết trơn à. Chú Năm ra chân cầu này sống đây lâu chưa chú Năm? Hôm nay là 3 năm. 3 năm ở đây? Mới cho vừa dạc năm ngoái. Nghĩa mới cho. Dạc này người ta cho năm ngoái hả? Nghĩa với Kha. Mới cho là quay phim chụp hình rồi đó. Gửi lên. Dạ. Ở đây chú Năm sống ở đây nè. Vào những mùa mưa chắc có gió thổi rất lạnh lắm ha. Gió thổi á, gió mùa mưa gió thổi rất lạnh. Đây mùng mền à, chú gói chú Năm là còn rớt cái mùng nữa kìa. Để đắp luôn hả? Mùng này chú Năm để đắp luôn hay sao? Mùng này nó bị chuột cắn hay sao? Xé hả? Trời, cái mùng của chú Năm gì ai được xé, chắc là trời do chú Năm mà tối nhậu xỉn này kia rồi tay chân quậy nè, bị cọ mấy gách nè, chứ ai đâu xé chú Năm. Để mẹ té quét nè. Té quét luôn gì, hả? Cái gì gạch hả? Chó của cái mực của thằng Dũng để đồ ăn trong này nè, nó xé vô nó ăn. À, là chú Năm để đồ ăn ở trên cái bộ vẹt này. Còn con chó nó chồm lên nó xé hả? Xé nó vô nó ăn. Vậy mà con tính đâu người ta xé không? Đâu có. Ai mà xé. Chú Năm ở đây có đèn pin có gì không? Có. Mới chờ đó. À, cũng đỡ ha, đi tới lui rồi ha. Ủa con thấy đây có dây điện câu, là dây điện này của ai chú Năm? Câu ở đâu? Của người ta hả? Câu xuống nhà đó. À, là câu xuống ở nhà bè đó ha. Con tính đâu câu xuống đây chú Năm có bóng đèn sáng chứ. Đúng rồi, thì có đèn này nè. Dạ. Hũ này hũ gì đây? Hũ gạo hay hũ gì đây? Không có gạo không có gì hết. Ủa sao con thấy gạo chú Năm nấu ăn bằng gì đây? Không có gạo. Đây là son gì đây? Bà la mở nha chú Năm. Mở nha.
nồi nước. Tính đâu là nồi canh, nồi gì chứ không phải nồi nước. Đây là cả nhà, xung quanh chú Năm toàn là chai nhựa không. Những chai nhựa này là đa số là chai rượu không hả chú Năm? Hả? Chai rượu không ha. Chuyện mấy chai nhựa dưới đây là không nè, là chai rượu không ha. Này là chú Năm có lụm lại bán ve chai luôn không? Hả? Có lụm bán ve chai không? Có mà không có cái bao mà. Có bao lụm đây. Đi lụm tới trên cầu cầu ngang chẳng nè. Cầu ngang hả? Bập về luôn rồi đem bao cứ cầu bán để chụp. À là chú Năm sáng nhậu với cơm này xong mà chú Năm đi nhặt ve chai hả? Nhặt ve chai. Đây đi vô trong túp đánh chạm ha. Sắt bao quái gì không nói rồi. Dạ. Ngày bán được nhiêu chú Năm? Vài chục được, hai chục được. Bán được vài đây chục tiền à? Khởi đi xa. Đây ha, đi dòng xuống chợ bọc qua cái bọc gì đó đẩy bao. Được vài chục tiền. Bán được hai chục. Sáng giờ ra hết 15 tiền rồi. Hai chục tiền mà ra 15 tiền còn 5 tiền. Còn 5 ngàn nè. Còn đúng 5 ngàn luôn hả? Quá quá trời tại chú Năm rung rồi. Ừ, tại nó vậy đó, hồi nhỏ lớn. Chú Năm nhậu năm bao nhiêu tuổi chú Năm biết nhậu? 16 tuổi là biết nhậu rồi đó. 16 tuổi biết nhậu. Là năm nay là bao nhiêu năm rồi ta? Năm nay là chú Tết này là 65. 65. Ờ dần. Hồi đó đi học bốn mấy năm đi mua rượu cơm thì ông thầy giáo cũng đầu đi đầu nếm nếm ghiền luôn. Mỗi lần chạy đi mua rượu cái nếm miếng. Ừ. Mỗi lần chạy mua rượu cái nếm miếng. Ừ. Quen rồi lúc đầu nó ghiền luôn. Lúc là ghiền rồi là chú Năm nhậu năm nay nó là 44 năm. 44 năm à, trước giờ chú Năm có vợ gì chưa? Có vợ gì chưa? Trước còn trẻ á. Có mà vợ Minh, đó Minh á. Hai đứa con gái. À hai đứa con gái. Ông Minh á. Ông Minh. Ờ. Hai đứa con gái chú Năm lớn chưa? À, hai đứa con gái đó biết chú Năm ở đây không? Biết. Biết luôn ha. Bây giờ nó có chồng rồi, bắt đầu ở bên chồng. À ở bên chồng mà. Rồi người vợ đó của chú Năm có liên lạc cho chú Năm hay là đã từng về đây thăm chú Năm chưa? Không. Có, không luôn. Có kỳ đó nó về ba người con nó về. Rồi cái gì hết. Về đây lấy cái người vợ gì ấy. À, tao còn đó nè. Ờ sáng này cũng còn 20 ngàn đi mua gạo thì nấu cơm ăn rồi mua rượu với mua gói thuốc hết còn 5 ngàn. Hết chiều nay hết tiền, hết tiền mua gạo nhập cái chai tiếp xíu đi con gửi tiền cho chú Năm mua gạo ha. Chỉ mà con nghe mấy bà hàng xóm đây là nãy con lại con hỏi á. Trời ơi, bả đâu, ổng đầu qua lắm mày ơi, ổng bốn vợ rồi. Chú Năm về có gậy đẹp lắm hả? Trời ơi, đã chú Năm. Bao nhiêu tuổi? Bốn mấy tuổi. Chị mà nãy chú Năm mới nói con là leo lên giường không nổi nữa, mà ven bà nào. Nói gì chơi thôi nha. Bệnh này nè, nó thằng trai chiêu tơ ngày mai là đi ra ngoài chỗ chợ cũ ha, ra nhà nó cho chú cha lạ cho một tên con nó đi học rồi bây giờ cái nó mua chiếc xe Honda rồi giờ nó vô hôm qua hôm kia hôm bữa mai ra ngoài nó cho chú cha lạ chạy tới chạy đâu thì chết không đó thì chết thăm nhà bà già với ông già thì chỉ thỉnh chết thôi
chú Năm, chú Năm có ghệ mới sao kể con nghe, chú Năm hay quá chỉ con với. Sao mà chú Năm cua được hay vậy chú Năm? Có số đầu qua. Số đầu qua, thằng Chim với bà nãy ở đây nói còn quá trời ổng đầu qua lắm. Đây nè, sát bên đây nè. Cái bờ kia mới có năm mấy. Nó hãy quá luôn. Ba phát rồi đó. Trời ơi, hãy bà ba phát luôn. Ừ. Một đêm nha. Một đêm. Chú Năm ơi, chú Năm già già tay chân gung chân mà hay ha. Ừ, vậy chứ ông tướng cũng vừa lên dữ. Lâu lâu chưa chú Năm? Hả? Để có ba phát lâu chưa? Mới cách đây cỡ chưa được 10 ngày. Chưa được 10 ngày. Rồi hôm nay không có gặp hả? Cái bà này nói trời con đâu có xuống nữa. Hèn chi đồn mới chứ đồn, hồi nãy con mới lại con hỏi của cái ông dưới gầm cầu á sao vậy? Cô bà nói trời ơi ổng đầu qua lắm mọi người, 4 năm vợ vậy, quá trời ghê luôn. Vậy mà nãy con lại hỏi chú Năm đầu tiên á, chú Năm nói có đâu, già cả này leo giường không nổi nữa. Để nói vậy chứ sao không nổi. Một bà thì ở Châu Đốc nha. Ở Châu Đốc, sao chú Năm quen tới trên đó hay vậy? Tao đi tìm đúng nha. Đã vậy ta. Một bà bán biển nha. Một bà ngoài này Trường An mới quen. Bà này bốn hướng. Vậy là cái bà trong đây á là quốc rồi. Đó. Đang quen bà mới nữa. Mới quen bà mới là cách đây chưa được 10 ngày. Đấy, cái tên là Trường An. Đẹp lắm. Đẹp lắm, đẹp luôn. Có đụng chạm gì người ta chưa? Thằng Bình là nói cũng ông già vậy không có ghê đẹp. Gì hả? Kể xe vô. Là cái thằng hất tóc đây nói chú Năm gì hả? Ổng già nhưng mà có gậy đẹp lắm à. Ừ. Nó mới vô cách đây 3 bữa nè. Chở thằng con nó vô. Con nó một lần á. Bây giờ nó biết bơi ấy là cũng tao với thằng con của Sơ Quỳnh. Có xong cách đây qua đó. Đẩy vô thằng kia. Thằng kia đẩy là nó uống nước quá chừng nữa. Đủ con đi. Nó chết con người, bắt năm nó chết con người. Vậy chứ bây giờ biết rồi. Mình lỗi chưa bằng nó, cái đó thiệt à. Có khi nào mà chú Năm dẫn ghệ về đây không? Có chứ vậy. Về đây trống lỏng vậy à, đó, chú Năm không sợ người ta thấy hả? Nhà cửa ở đây quá trời luôn nè. Chú Năm không sợ người ta phát hiện hả? Chú Năm chịu chơi quá chứ chú Năm. Đây nè. Dân mùng lên cái vô này hãy cái rồi. Dân mùng lên vô này hãy rồi. Nó là nói chuyện tiếu à cười ghê. Nè. Nguyễn Tấn nữa ha. Chiếu mà người ta chiếu tao chảy đó chân ha. À, một lần là nhậu với bãi đó đó. Bây giờ cho mùa giặt mà. Nó đem với nó giặt nó còn bỏ dưới nè. Con không biết là chú Năm có à, có nói thiệt không hay là chỉ nói là cho tụi con vui thôi hay là này kia thôi. Thiệt đó. Chứ mà hàng xóm đây hồi nãy con cũng hỏi cũng nói giống vậy luôn đó. Ừ, nói thiệt đó. Giờ sáng thở chơi một ngày luôn. Trời ơi, ban ngày chú Năm làm ở đây làm gì mà bà con hàng xóm đây không biết. Không thấy hết chị mẹ. Người ta thích thì mình chịu. Trời ơi kỳ vậy, sao không lựa chỗ này quấn quẻ ở đây ngay chợ nữa nè. Nhà quá trời luôn mà chú Năm dám hãy ở đây luôn. Cái buồn lên bắt đầu cái vô đây cổ buồn lên hãy một chưa được 15 phút nữa xong. Rồi. 15 phút mà. Chú Năm chịu chơi thiệt mà có cái máu gan ha. Ban ngày ban mặt chỉ đây ở dưới gầm cầu hoang vắng như thế này. Nhà xung quanh quá trời luôn. Chơi nước kia một đẹp chơi đây là một đứa lại nắm đầu ha, đứa nắm áo nhớ nó ấm nhất hả, mà con đẹp nó nấu cơm với ban nữa đẹp
không vô đạt mạng mày chết. Đạt mạng rồi. Chú Năm à, có dùng bùa yêu hay là dùng gì không mà sao mà ai ai đi ngang đây gặp chú cũng thích chú, cũng mê chú chứ vậy? Từ trẻ đến lớn mà, cái miệng lưỡi mình á, không thua cái miệng lưỡi mình á. Cái nước cương nó cũng nhỏ kìa, nó mới xách lại cho chú Năm à, có bí viết cho con trang cúi với thì ăn thua cái miệng mình thôi, mình nói rồi nữa lại nói người đó chọn người mua. Mà con tính đâu à, chú Năm có xài bùa yêu chứ ai đi ngang á chỉ một cái là thương mình liền không à? Cũng có nha, cũng có luôn hả chú Năm? Ừ. Cậu biết ba chữ bùa rồi, cậu là ba ngày là có nữa rồi. Thôi là chú Năm à, mình à, sao cho như chẳng hạn ví dụ như là mình đọc nhẩm nhẩm trong miệng mình chỉ con nhỏ đó là ba ngày sau tự lợi hả? Chú Năm hay quá vậy hả? Gì cũng một phần nào đó mà chú Năm mà xài bộ yêu nữa ha. Ừ. Nghe à, cứ viết cho mình, viết cho mình nè. Viết trên tay mình chứ mình dễ 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 ấy kia. Dễ dễ sao? Cái đó là chú Năm học ở đâu chú Năm? Ông Sa Lép. Dạ. Sa Lép. Sa Lép là ở đâu? Bình Thạnh. Bình Thạnh. Là chú Năm có thầy luôn hả? Ông đó bị bùa nó ban nghe lắm đó. Chú Năm hay quá. Dễ chứ, cũng bị bùa nó ban nghe. Là ngày xưa chú Năm học ở chỗ đó là ông đó là ông chơi lùa bùa lỗ ban. Bùa lỗ ban á. Là chú Năm học được nhiều không hay là chỉ học được cái bùa yêu thôi? Không dạy gì hết. Không có dạy hết hả? Với lại chú Năm một phần nào thôi ha. Nha. Như là 10 phần cũng dạy 8 phần thôi. Dạ. Hai phần để con gửi cho Năm ít để dành mua gạo này kia. Coi mua gạo mua này kia đồ ăn đừng có mua rượu nghe chú Năm. Bây giờ chút ta đi mua 5 ký gạo. Dạ. Để cả. Mua liền nè. Để chú Năm mua rượu được nhặt ve chai được 20 tiền, mua rượu hết 15 tiền. Ừ. Còn 5 tiền. Đó. Đấy. Mua cái này. Cái thằng kia nó tao đưa lời ngay chắc luôn. Trời ơi rượu nó hay rồi. Biết như gói thuốc 8 ngàn nha, nếu rượu 7 ngàn, 8 tiền. Rồi chú Năm đi nhặt ve chai về buổi chiều buổi tối có nhậu nữa không? Ừ. Làm nữa hả? Nhiều khi là mình không đi lệnh mất rồi là sao, nhậu đi. Rồi chú Năm đi nhặt ve chai như vậy đó, rồi chiều rồi nhậu nữa rồi sức đâu mà tối nhảy. Tối đặng mình uống rồi, chưa nó... quên cái chuyện sự đời. Ngủ đây nè, cái thiệt là thằng sĩ nó kêu đi ra ngoài nó cho quà nè chú Tịch đó. Dạ chăm đi lội ngoài nhận quà hả? Chắc cũng được gạo mì nước tương nước mắm được ngọt gì đó ha, để ngoài xã đa số là cho những phần quà dùng trong nhà vậy đó. Cũng như là biết rồi một chục cái gạo nha. Dạ đúng rồi, hồng mì nước tương nước mắm bột ngọt. Tương bột ngọt. Dạ đúng rồi, thường là ở ngoài xã là cho mì gạo này kia là chủ yếu. Nhất là gạo. Dạ thì con đi vô tình ăn đây nè, con thấy chú ở đây con ghé con thăm chú. Dạ, ở đây ghê còn hơn dạ. Hơn ở trong cầu hơn ở biệt thự thôi chú. Ừ. Phải rồi con nghe chú kể thôi con thấy hơn biệt thự đó, nhưng người ở biệt thự mà chưa chắc là chưa được như chú bạn này. Đúng rồi, quá đã luôn. Cậu nó chạy gầm chảnh chứ tối khỏi ngủ luôn. Không à, xe cái đường này nè nó chạy được liền cậu. Dạ quý quan nó là bây giờ gào lấy gớp vé cấp không làm gì đúng không? Dạ làm gì, làm chuyện phải, trời đãi trời mà không hết, còn chích xuống dưới chợ nè, rứa cho này, rứa cho kia, rứa cho nọ. Cũng như là người ta biết chú ở đây cũng khổ này kia, người ta cũng cho ít ít này kia ha, cũng đỡ. Ít,
Bún này là của chú hồi nào đây chú Năm? Chuyện qua chuyện thiêu hả? Có thiêu. Dạ. Đi đám cưới chứ. À chú Năm đi đám cưới anh. Đám cưới cái này là cho một bọc bún là bọc thịt. Cho vào mấy hết bọc thịt rồi. Theo nha. Dạ. Cho rồi. Cũng người nhỏ kia nó mới cho bọc này là ăn hôm qua nay nè. Nó dồn cứu rồi. Nó sấy á. Nữa rồi bắt đầu mì về cái tao đi đợi đắng mua gạo liền. Dạ vậy thôi vậy con xin phép chú Năm con về để chú Năm uống ít hơn nha, đi mua gạo nha, uống nhiều quá sảnh rồi đi té lên té xuống đi nha. Dạ rồi con chào chú Năm ha. Dạ thì Tài cũng xin phép kết thúc video ở đây nha với cô chú anh chị để cho chú Năm đi mua gạo này kia.